Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh TT Vlog hôm nay ạ. Bữa nay là ngày sinh nhật của con gái yêu TT, đó chính là bé Mỹ Tiên, vào ngày 16 tháng 12 năm 2022. Thì bữa nay là Thi trang trí tại quán nhà của Thi trực tiếp và Thi đang bán trực tiếp để phục vụ tất cả anh chị em cho đến 7 giờ 30 tối đêm nay. Và bữa nay thì Thi trưng bày các bong bóng. Bong bóng 500 cái bong bóng. 500 cái bong bóng nha cả nhà. Để cho nó hơi lộng lẫy hơn tí xíu để phục vụ tất cả anh chị em. Và đặc biệt là nó hoành tráng ở phía ngoài đây, rất là đẹp luôn, với lại đủ màu đa sắc, với lại cũng vẫn phục vụ tất cả anh chị em không có dám nghỉ. Vì thứ nhất là tại vì buổi trưa là 7 tiếng đồng hồ là mình bán rất là nhiều, thì mình chơi sinh nhật chỉ có 3 tiếng đồng hồ à, từ 7 giờ rưỡi cho đến 10 giờ rưỡi hoặc 11 giờ thì ê An chỉ cho nè, cột 5 cái bong bóng như nè, cái màu vàng này nè, khoảng cách ra dưới hai bên, rồi thêm hai cái màu hồng hai bên đây, 5 cái nó nè giống vậy nè, thấy không? Rồi thì bây giờ thì 500 cái bong bóng để trưng bày cho nó đẹp và cho nó vui hơn, với lại trẻ em mà giờ với trẻ con thì mà nó dễ, nó thích bong bóng. Thì khách hàng vô vẫn ăn uống bình thường, ăn phía bên trong. Vào lúc 19 giờ thì Thi sẽ ngưng nhận khách cho ngồi phía ngoài, phía bên trong lên lầu để mình ăn chân gà nha. Còn bên ngoài này là khách vô ăn ăn sinh nhật con Thi là từ lúc 19 giờ. Thì nói chung là Thi tính không có đãi, không có mời. Nhưng mà tính lui nha, đặt đồ ăn chỉ có 4-5 bàn thôi. Nhưng mà bây giờ là Thi tổng cộng nếu mà người mà đi đủ hết nha, là cỡ từ 60 người. Nếu mà đi đủ hết, còn nếu đi không đủ hết thì chòm sớm Thi với lại vòng vòng ở đây là cỡ 40 người. Đã 40. Thì nói chung ra là bữa nay Thi làm món ăn tại nhà 3 món. Thì có hai cái món chính là Thi bán, bò viên sốt nước chấm Thái, và kế tiếp là món chè trái cây là Thi để cho mọi người ăn luôn. Với cái kế tiếp nữa đó chính là món curry Thi tự nấu luôn. Giờ vô đây xem nồi curry. Đây là tấm hình mà bữa nay Thi mới chụp nha, để kỷ niệm con Thi được 3 tuổi là mới chụp hôm qua. Thì chụp 48 thì một năm là Thi chụp 458, một năm chụp 458. Để khi mà con Thi nó lớn lên lỡ thành đại gia rồi sao? Nó lấy thằng chồng đại gia bắt đầu cái lúc đó nó có hình là nó nhìn lại là lúc nó trẻ, hiểu không? Không, cái hình trẻ mình coi lại già mình coi lại nó mới vui. Còn khi mà cái hình mình già bây giờ là mình coi nó hết vui rồi. Thì cho nên là lúc mà Thi còn trẻ, giờ Thi tìm những cái tấm hình của Thi á, thì còn xem lại Thi bắt cười lắm, nó vui lắm. Tại sao mà Thi chụp hình cho con Thi mà hay kín đáo như vậy? Tại vì ngày xưa mẹ Thi chụp hình cho Thi á, có máy chụp hình nhà giàu thiệt, có máy chụp hình nhưng mà cởi đồ không, cởi quần cởi áo không à, đó đưa lòng thòng lãnh thởn ra ngoài vậy đó. Rồi giờ Thi đâu, Thi nhìn lại những cái tấm hình của Thi, cho nên bây giờ Thi chụp cho con Thi tặng mặc đầu kính kính không à, để khi nó già đi á, cỡ 50 tuổi nó nhìn lại hình của nó thì nó thích, nó thích hơn, nó thích, nó vui hơn. Mà nó thể nó nói là người mẹ mình hồi trẻ được chụp hình cho mình là mặc đồ kính đẹp như vậy. Bây giờ những cái tấm hình mà Thi cởi quần ra giờ Thi giục bỏ hết trơn rồi, thì Thi rửa được có 1 tấm à, cho nên Thi đâu dám trưng bày lại đâu. Giờ tất cả các cái hình này mà Thi chụp cho con Thi mọi người thấy không, là mặc quần không, quần áo không nha mọi người, quần áo kính nó mới đẹp, trở về già nó mới coi. Và kế tiếp thì nhà vẫn phục vụ tất cả các món ăn. Thì món ăn bây giờ quá trời nhiều, hoành tráng quá trời rồi. Bánh tráng phơi xương, bánh tráng sa tế 20. Và bong bóng nãy giờ là nhân viên Thi đang thổi nè. Có cái máy thổi bong bóng luôn nha cả nhà. Bữa nay là Thi mua 500 cái bong bóng là 500 ngàn, có 500 ngàn à. Cái máy này mình mua riêng để mình thổi bong bóng rất là hay nha cả nhà. Tiện lợi cho bà con cô bác nào mà làm sinh nhật đại tiệc dưới quê đó, thì mua một cái máy thổi như vậy nè. Một cái máy này thổi được 2 người cho đến 4 người, phải không? 4 cái bong bóng. Đây hai cái này là bong bóng thổi nhỏ, này bong bóng thổi bự. Thì mọi người để vô thổi nè, để vô coi. Đó. Máy thổi bong bóng cho những người mà chưa từng nọ, thấy chưa? Chị ghim điện vô chị để vô thôi, nó tự bơm lên chứ không có đè không bấm gì hết trơn á. Cho nên rất là tiện lợi nha. Nói chung ra cái nhỏ nhỏ nhưng mà rất là hay về trong cuộc sống. Tại vì muốn chia sẻ cho tất cả anh chị em hết tận tình tận nghĩa. Tại nhiều khi ở dưới quê đâu có biết đâu, tới hồi đại sinh nhật con phải mua bong bóng đi thổi không? Rồi xong vừa thổi đủ bong bóng xong bắt đầu hai cái gò má này nè, nó đau hết ăn luôn, hết ăn đồ ăn luôn. Cho nên là những cái gì đó là nó hiện tại, hiện đại. Thì Thi chia sẻ cho tất cả anh chị em. Bây giờ tưởng tượng mà thổi hết 500 cái bong bóng này 5 người thôi là bảo đảm luôn, tối là phải tốn 2 liều thuốc. Đau gò má. Thôi trước khi quảng cáo thì đây là cái món bò sốt viên Thái nha. Bò sốt nước chấm Thái. Bây giờ Thi đang đặt ở bên Thái về nước chấm này nữa đó mọi người. Mấy trăm kg á, cỡ 400 kg nước sốt. Và kế tiếp đây là chè trái cây. Và tất cả các món ở trong đây á,
Đây thì điều trưng bày cho tất cả bà con cô bác nào mà có nhu cầu ăn uống mà giống như là ăn cháo hay là lớn tuổi ăn không được á, đây là khô cá cơm. Với lại đây là dưa mắm. Dưa mắm nè, một hũ 60 ngàn nha. Với lại là đây là đu đủ mắm. Thì tất cả các món này để dành cho tất cả anh chị em nào ăn khi có nhận ship các tỉnh. Và đây là cái dàn mỹ phẩm mà Thi đã từng xài. Mà tí nữa là Thi sẽ ra mắt sản phẩm á, Thi sẽ ăn mừng. Là Thi kinh nghiệm mỹ phẩm là 18 năm rồi. Về xài làm đẹp cho da. Thì Thi cũng muốn chia sẻ cho tất cả anh chị em. Thì nói chung là mỗi người mỗi kiểu. Thi chuẩn bị ra mắt sản phẩm là cỡ gần Tết. Tại vì làm giấy tờ này nọ đầy đủ hết thì Thi mới xuất phát ra cho tất cả anh chị em các nơi các tỉnh. Ai có nhu cầu thì giống như là xài á, mà cần kinh doanh bán lại thì chia mỗi cái tỉnh là mỗi nơi bán, mỗi cái chỗ là mỗi người bán. Thì ví dụ sỉ lẻ là Thi bán hết, Thi chỉ bán ở trong thành phố thôi. Đó. Thì cái hàng của Thi á là chỉ có là chỉ một món thôi, là thương hiệu của Thi riêng, đó chính là hàng độc quyền thương hiệu của Thi riêng, đó chính là kem nghệ làm trị mụn thâm và sáng da, đó nám nắng nám do sản phẩm. Thì cái bộ sản phẩm đó, đó thì sẽ bán chỉ có một loại thôi, kem đêm. Và Thi sẽ làm kem đêm đó xong và Thi sẽ qua kem ngày và kem dưỡng. Thì ba loại kem, nhưng mà Thi sẽ bán một thứ kem đêm đầu tiên để cho dành cho tất cả anh chị em nào từ 15 tuổi trở lên có mụn, vấn đề thâm mụn để lại mà muốn làn da đẹp, làm cực khổ mà da vẫn đẹp nha. Thì Thi chuẩn bị sắp ra mắt là Thi sẽ làm hoành tráng tại quán Thi. Và lúc đó Thi sẽ ăn mừng quay trên YouTube cho tất cả anh chị em nha. 18 năm đã kinh nghiệm mỹ phẩm làm đẹp. Đó cho nên là bây giờ là sản xuất kết hợp với công ty luôn. Làm việc với công ty ra một cái sản phẩm cho tất cả anh chị em nha. Thì sắp tới ra mắt. Thì đây là khách hàng mà đến quán nhà Thi ăn. Thì bữa nay á Thi sẽ có món ăn đó chính là curry gà. Tối nay đại sinh nhật. Curry gà nha, chấn động nha. Thì tối nay á thì Thi có sự góp mặt rất là nhiều khách hàng. Nếu mà đến đủ hết thì nấu theo kiểu curry Thái nha cả nhà. Thơm cực kỳ thơm. Nhưng mà tại vì Thi không có thời gian để Thi nấu, sắp tới Thi sẽ nấu lại. Để mọi người nói là tại sao mà Thi không nấu curry bán lại. Vì lý do là thứ nhất là đông quá cho nên làm không kịp. Cho nên Thi bán những cái món gì mà cho nó dễ mà lấy tiền dễ thôi. Giống như là bán dễ làm dễ. Còn cái này là làm rất là cực nha cả nhà đây nè. Đó, bí quyết mới làm được cái món này. Cả nhà nói là cái máy bào đu đủ bào không ngon hả? Đây nè. Rất là ngon nha cả nhà nha, thấm đều. Và khi đâm vô rất là mềm nhanh và ăn rất là gọn nhanh luôn. Và thấm vô cái cọng đu đủ, thấm từng ly từng tí, thấm vô từ cái cọng đu đủ này nè mọi người. Nó sẽ làm cho cái cọng đu đủ này vừa với cái gia vị của Thi đang làm ra. Mà nó dễ dữ lắm. Bởi vì Thi nói là cái này mà có cái gì mà để đóng gói được nha. Đây là có cái máy bào trước rồi đó. Và máy ép chanh rồi đó. Bây giờ chỉ còn máy đóng hộp vô và đầu cái để vô được vài ngày là bán là chấn động luôn. Mọi người thấy Thi hay không? Thi nói từ từ thì Thi sẽ mua máy hết à. Đó, tại vì bán nhiều mà làm tay đâu kịp, đâu lợi đâu. Với lại cái này là bán tới khuya, tới tối, làm nhiều bán nhiều. Bây giờ là Thi bào có nhiêu đây nè, Thi bán hết cái Thi làm tiếp. Không có giống như mọi lần là Thi mua nha, mua lần hả một đống, mua lần gấp 4, gấp 5 lần cái này, bán không hết cái dục bỏ, uổng lắm. Đây là ớt trái nha, để Thi luộc là Thi làm nước sốt. Thứ nhất là Thi làm chân gà rút xương, thứ hai nữa là Thi làm tất cả các món. Một lần luộc ớt như thế này là 50kg. Đây nha, cái nồi này 50kg luộc cho nó xẹp xuống, cho nó mềm xuống rồi mình xay ra. Rồi kế tiếp tất cả các đu đủ mà Thi bào ở tại chợ này, thấy không? Chợ Bình Điền đó. Chợ Bình Điền thì đu đủ này rất là rẻ cho nên là bây giờ Thi có mối rồi nha. Gọt sẵn cho Thi, khử hộp cho Thi, rửa sạch cho Thi. Đem lại Thi bào ra Thi rửa lần nữa, hết mũ xong mà sạch rồi Thi đem bán thôi. Rất là tiện lợi cho Thi luôn nha, cái máy sản xuất ra bào đu đủ. Thi rất là vui luôn. Bây giờ là kỷ niệm mà Thi vui nhất là máy bào đu đủ đã đạt được tiêu chuẩn cho Thi. Và công ăn việc làm của Thi nói chung là rất là ổn định rồi. Cho nên là nó tiện lợi cho Thi là thứ nhất gì nè. Thi sắp tới Thi sẽ cố gắng phát triển được 5-10 năm á, Thi sẽ cho một đứa nhân viên nào đó mà Thi ở trong nhà Thi tập lái xe mà giống như xe mà lưu động á, để đi bán các nơi các tỉnh á. Thì Thi sẽ chọn 2 tỉnh để Thi bán, Bình Dương và Cần Thơ. Thì giống như là một tháng Thi đi bán 3 ngày, Thi sẽ xin phép ở dưới đó, phường ở dưới đó bán 3 ngày ở tại đâu đó thì Thi sẽ thông báo theo đây, ví dụ vậy. Nhưng mà chưa có ai lái xe thì ví dụ mà Thi có cái máy gì nè, Thi đem đi tới đó, Thi mua rau đó, Thi bảo đó Thi bán luôn. Đó, tiện lợi không? Đó, rồi sau mà Thi để cái lo kẹo kéo thì tới đâu cái Thi bài ra những cái chân bài và thương hiệu của Thi. Cái Thi thông báo cho mọi người đến mua gỏi ăn, giống như lâu lâu thử trải nghiệm 2-3 ngày gì đó cho nó vui mọi người đó, là Thi muốn làm gì là một. Trời ơi, anh lớn tuổi mà anh đẹp quá chị. Anh đi tập gym hả? Có gia đình chưa anh? Chưa. Chưa. Trai còn tơ. Trời ơi, tập gym dữ vậy trời. Tưởng ngon quá trời luôn. Già mà chắc ghê á. 50 chưa? 50 rồi sao mạnh như vậy?
Con cô thiệt hả? Con cô lớn như vậy? Nói tới nói lui thì bữa nay rất là hoành tráng tại không gian quán. Thì Thi sẽ quảng cáo đó chính là cơm cháy trà bông. Cơm cháy trà bông nha. Trà bông nhiều ơi là nhiều luôn, đặc sản tại quán Ti Thi. Đây là trà bông rất là ngon. Và kế tiếp là 60 ngàn nha cả nhà. Đây là 60 ngàn. Bánh tráng phơi xương 80 ngàn. Ăn chung với nước sốt rất là ngon luôn nha. Ớt sa tế ăn mì xào, ăn hủ tiếu, bánh canh rất là ngon luôn. 90 ngàn 400 gram. Lơ hủ nhỏ 80 ngàn 300 gram. Thì nói tới nói lui thì không bao giờ quên quảng cáo tất cả các sản phẩm nhà Thi, đó chính là chè. Chè trái cây. Chè trái cây thì nói chung ra là bán rất là... Thi chỉ bán hoạt động mới có 7 ngày thôi. Thì một ngày là Thi bán cỡ 50kg trái cây. Thì bà con, cô bác rất là yêu mến. Với lại là nhân viên Thi có ăn luôn, khỏi cần mua. Ví dụ mà cũng như là thèm sinh tố này nọ, thèm sinh tố trái cây thì khỏi cần. Cái này luôn làm rất là ngon. Chè tô trái cây nước cốt dừa Thái Lan. Thì cho nên là tại sao mà tất cả anh chị em hay thắc mắc Thái Lan, cái gì cũng nói là Thái Lan. Vì thứ nhất là vậy nè, tại vì Thi ở Thái á, 3 năm, với ở Lào 3 năm, Campuchia 20 năm. Thi thấy cái gì mà tốt, Thi lấy về Thi bán. Nhưng mình đem về mình chế biến lại, để cho nó hợp khẩu vị với những người Việt Nam của mình. Thì Thi thấy là Thi đi chơi nhiều nước, nhiều nơi, nhiều nước. Thì nó rất là tiện lợi cho Thi là thứ nhất là mình lấy cái đầu óc mình để tập trung vào những món ăn. Tại vì mình là người kinh doanh món ăn, thì mình tập trung về món ăn. Đó, mà không phải riêng Thi món ăn không nha, Thi luôn cả làm đẹp. Thì luôn cả mỹ phẩm của Thi cũng kết hợp với công ty đó, công ty Thái và công ty Việt Nam. Để kết hợp và thành lập ra một cái sản phẩm để sắp tới ra mắt á, là kem nghệ dưỡng sáng da của Thái và Việt Nam mình nè. Nhưng mà Thi thành lập tại Việt Nam mình. Thì nói chung ra một cái sản phẩm. Thì đây là chè nước cốt dừa Thái Lan nha. Rất là ngon và béo. Thì một tô như vậy chỉ có 30 ngàn à. Thì mọi người á, thích nào cũng như là mình không có được ăn trái cây. Thì bữa nay mình đến quán nhà Thi nè. Một cái tô trái cây có 7 loại, 7 món. Đó, 7 món trái cây mà một tô bự vậy nè, mọi người ăn 2 người mới hết nè. Nó quá ngon luôn, đu đủ nè, thanh long nè, dưa gan nè, hồng nè, mít nè. Đó, với lại dưa lưới nè, saboche nè. Thì nói chung ra là mỗi ngày Thi đều ra những cái món trái cây này á, nó sẽ không có ổn là một cái phần nào đó. Vì thứ nhất là bữa nay nó sẽ không có saboche thì Thi đổi qua xoài. Thì sẽ làm như thế nào, ở trong này có 7 loại trái cây, đúng không? Đó, bữa nay không có xoài thì mua qua sầu riêng. Đó, thì ở đây là cũng có sầu riêng nữa nha, nhưng mà có ít. Đây, giờ thì ăn, rất là ngon. Buổi trưa nắng nóng mà có một tô trái cây như vậy, vừa khỏe cho sức khỏe của mình, và vừa làm đẹp cho da của mình, và vừa tiêu hóa tốt nữa. Thì nói chung ra là trong cuộc sống của chúng ta cần những gì đẹp, sạch, với lại sức khỏe tốt. Thì ai cũng phải thích hết, phải không? Cuộc sống phải cần sức lực, sức khỏe, làn da đẹp thì ai cũng phải thích hết. Nhưng mà tùy theo những cái môi trường mọi người đang sống và mọi người đang làm việc. Thì đối với Thi làm việc cực nhưng mà Thi vẫn thích đẹp. Cho nên những cái đẹp đó không phải để tự nhiên mà nó đẹp. Mình phải làm gì đó, có cách nào đó để mình làm cho nó đẹp. Ví dụ là mình Thi đang gọi rất là cực, đổ mồ hôi. Mà Thi phải xài sản phẩm để cho sao mà có cách nào để xài ngăn ngừa, đừng cho bị mụn nè, bị dị ứng nè. Đó, và hỗ trợ thêm những cái món ăn bên trong để cho mình đẹp cả trong cả ngoài. Và lời ăn tiếng nói của mình thì tùy theo. Sống không ai đúng hết cả và không ai tốt hết cả. Thì từ từ mình sửa sai theo cái thời gian của mình và cái cuộc sống của mình mỗi ngày, để cho nó hoàn thiện hơn, thì không ai tốt hết cả. Thì cho nên là mỗi ngày thì được thay đổi như vậy là tốt rồi đó. Thì mong là tất cả anh chị em thông cảm, và với lại là có cái sự đồng cảm và có cái sự yêu thương, chia sẻ và góp ý Ti Thi. Thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc tất cả anh chị em một ngày vui vẻ và tốt đẹp. Và bữa nay là ngày lễ sinh nhật của con Thi, thì tôi mong là tất cả anh chị em yêu mến và nhớ follow và subscribe kênh cho Thi nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Mở cửa lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối tại Shopee Food, tìm kiếm Ti Thi gọi đủ tiếp các quận thành phố Hồ Chí Minh nha. Địa chỉ 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Hẹn tất cả anh chị em vào clip ngày mai.